Tất cả bạn, hôm nay tính chung VN sẽ đến với các bạn với một cái phần rất khó trong tính chung, đó là phần lượng từ. Phần lượng từ thì nó thực sự là rất phức tạp. Nào, nếu mà khi chúng ta mới bắt đầu học thì lượng từ cơ tất đúng không? Ví dụ ý cơ là ý cơ lão sư, một con người, một ông thầy giáo, ý cơ xuyên sân, một cậu trò. Thế nhưng mà đến khi mà chúng ta học cao lên thì lại có những cái lượng từ khác nữa, mà tức là mỗi một cái danh từ nó có thể có một cái lượng từ khác biệt. Đó. Thì đến lúc đấy là các bạn gặp khó, và đến lúc đi thi HK chẳng hạn thì trong một số đề chọn ABCD nó đưa ra một số lượng từ, thì mình phải chọn mà lượng từ nào đi cùng danh từ nào, đúng chưa? Thì không phải là ai cũng nắm được, và đấy nó giống như động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, nó rất lỏng ngoằng dây điện, rất khó. Thì bây giờ chúng ta có thể vượt qua được nó không? Có, chúng trên tay tôi đang cầm một cái quyển là quyển là lượng từ trong tiếng Trung, thì chúng ta phải học từ từ thôi. Tôi cảm thấy cái quyển này rất thú vị, chúng ta cứ học từ từ, mỗi hôm ta làm cho khoảng 4 trang, đúng không? 3-4 trang thế là dần dần chúng ta hết cái số lượng từ, và cái này nó không thể là nhanh chóng được. Uy sư sửa ưu tá, dục tốc tắc bất đạt, chúng ta phải từ từ mà, đúng, từng ngày. Học tiếng Trung cứ gọi là giỏi được thì cũng phải từng tính bằng năm, đúng không? Thế thì cái này nó là giải quyết như thế. Ví dụ nhá, mình thử xem trong này nó phân như thế nào. Quyển này nó phân ra theo kiểu là một cái từ điển alpha b, ví dụ nhá, pỉ chẳng hạn, thì nó là gần đầu đấy, xong rồi pen thì dần ra sau chẳng hạn. À, hoặc là đến chữ D thì nó sẽ có tung chẳng hạn, những cái lượng từ đằng sau thì nó theo phân theo alpha B thì rất phù hợp cho các bạn. Thì ví dụ như là khi mà xem xong quyển này thì các bạn sẽ biết được là ipi chén, một món tiền, đúng không? Ipa là dành đến cái gì, cầm nắm được. Ipa sả, một cái ô. Ipa phủ sự, một cái búa. Ipa táo sự, một con dao, đúng không? Đấy. Thì cuốn này nó giải quyết cho bạn tất cả những vấn đề đó. Pả là lượng từ hướng gì có thể cầm nắm được, ví dụ cái ô. Ipa sả, Ipa phủ sự, một cái búa. Ipa táo sự, con dao. Đấy. Thế hoặc là IPN là một lần, đúng không? Chính nhỉ trai xua IPN, xin bạn hãy nói lại một lần nữa, đúng không? Hoặc là bẩn chẳng hạn, đúng không? Bẩn là lượng từ của sách và tạp chí từ điển, đúng không? Ví dụ Ipan su, một quyển sách. Ipan sứ điển, một quyển từ điển. Ipan trá trự, một quyển tạp chí. Cái này nó sẽ giải quyết tất cho bạn về vấn đề lượng từ, và vấn đề khó được giải quyết bằng quyển sách. Vậy là xong. Vậy thì về vấn đề mua thì bạn có thể mua ngay lập tức. Ngày mai bạn có thể qua quầy lễ tân của tiếng Trung VN số 10 ngõ 106 Hồng Mai, bạn có thể hoàn toàn mua được cuốn này. Hoặc là bạn có thể chuyển tiền vào tài khoản của bên tiếng Trung VN. Bạn cũng có thể mua được cái cuốn này. Cuốn này giá của nó là 80.000 đồng. Nếu các bạn ở trong Sài Gòn, Nghệ An hoặc các tỉnh khác thì chúng tôi sẽ chuyển qua đường bưu điện và các bạn sẽ phải trả thêm phí tiền chuyển. Và cụ thể thì các bạn sẽ truy cập vào tiếng Trung VN hoặc là gọi điện trực tiếp đến số hotline của chúng tôi, đó là tiếng Trung VN 0941004400, và các bạn sẽ được tư vấn đầy đủ về việc mua cuốn sách này. Các bạn đừng nên mua một cuốn mà còn nên mua một bộ mà các bạn cần. Chúng tôi có thể gửi lên các bạn các cái cuốn sách mà nó phù hợp với những người mới học tiếng Trung. Ví dụ như cuốn này, tự học tiếng Trung dành cho nhân viên văn phòng. Bạn nào làm văn phòng thì sẽ dùng cuốn này. Nó đầy đủ về các cái học hành trong công ty làm sao, thăng tuyển người như thế nào, các luật lao động như thế nào, hợp đồng như thế nào. Hoặc là một cuốn nữa dành các chủ đề tiếng Trung, nó lại có cả tranh nữa, rất thú vị. Nó có cả tranh và nó nói cho mình đầy đủ các cái, ví dụ như các món ăn của Trung Quốc thì có tranh thì mình cũng nhìn dẫn, có phiên âm mà có chữ Hán đầy đủ, thì nó cũng có thể các bạn cần đấy. Hoặc là như cuốn này dành cho nhân viên bán hàng, tiếng Trung dành cho nhân viên bán hàng. Hoặc như cuốn này là cuốn tập viết chữ Hán. Vừa rồi thì tôi vừa mới review cho các bạn một chút về cái lượng từ trong tiếng Trung, và chúng ta chỉ cần có một cuốn sách nhỏ, chúng ta giải quyết rất tiện vấn đề lượng từ luôn. Tiếng Trung chấm hết. Chúc bạn học tiếng thành công.